Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Mê Xe. Ngày hôm nay mình có mang đến cho các bạn một cái bài so sánh giữa hai mẫu xe sport bike trong phân khúc 150 phân khối. Ở phía bên này đó là chiếc CBR 150R phiên bản đời 2018. Còn bên này thì chiếc R15 V3, hai chiếc xe đã rất là quen thuộc rồi. Vậy thì cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe đều đến từ Nhật Bản này nó sẽ là như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết. Và trong cái video này thì các bạn cũng biết rằng là cả hai chiếc xe này thì đều là máy 150 phân khối. Về cái sức mạnh thì có lẽ là nó không khác nhau quá nhiều. Vậy nên là chúng ta sẽ cùng đi đến những cái tiểu tiết để xem rằng là ở sâu trong cái phần thiết kế cũng như là những cái trang bị ở trên hai chiếc xe này thì nó sẽ khác nhau những cái gì nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả chiếc CBR 150R trước đi. Ngoại hình tổng thể thiết kế thì các bạn có thể thấy rằng là chiếc CBR 150R của chúng ta nó có cả chiều dài, rộng, cao. Nó đều bé hơn so với cả R15 V3. Trước khi mà đi vào sâu ở trong thiết kế ấy, thì mình xin phép được show cái dáng ngồi cho các bạn thấy nhá. Mình thì có chiều cao là 1m73, nếu như anh em nào xem mê xe nhiều thì cũng đã biết rồi. Chiều cao yên của chiếc xe này thì nó sẽ là 787mm. Đây, mình sẽ ngồi lên thử nhá. Mình thấy rằng là cái dáng ngồi này thì nó khá là giống với cả cái kiểu mình ngồi ở MT15 ấy. Rất là thoải mái luôn. Vì vậy nên là anh em nào mà thích có một chiếc xe nó kiểu sport nhưng mà ngồi thì vẫn naked thì chọn chiếc CBR 150R này, nó là chuẩn bài rồi. Còn dáng ngồi của R15 V3 thế nào thì mặc dù là mình cũng đã ngồi thử vài lần rồi. Thế nhưng mà với cái chiều cao yên là 815mm, nó cao hơn khá là nhiều so với cả CBR 150R thì chắc chắn rằng là ngồi nó sẽ khó khăn hơn. Đây các bạn thấy không? Mình đã phải hơi kiễng chân rồi đây. Cái tay lái của nó cũng dài hơn, thế là cầm vào thì các bạn sẽ phải nhoài người ra. Cái này thì nó sẽ giống với cả dáng ngồi của những cái chiếc sport bike thực thụ như là R1 hoặc là R6, R3 hơn là với một cái chiếc xe 150 phân khối. Và như bạn thấy thì cái phần ốp bình xăng của cái chiếc R15 V3 này nó cũng bè ra rất là to đây. Nó cũng giúp cho cái dáng ngồi của chúng ta nó thể thao hơn. Đây, mình để cái vị trí gẩy số này nhá, để các bạn thấy nhá. Đó, cực kỳ là sport luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái phần tiểu tiết trong phần thiết kế. Thì đầu tiên, đầu xe của chiếc CBR 150R. Nếu như mà anh em đã biết ở cái bản zin thì cái nhược điểm của cái phần đầu này đó là cái phần kính chắn gió thì nó sẽ hơi thấp một chút. Vì vậy nên là đây cũng là cái lý do mà anh chủ xe đã thay cái phần đầu này vào để có thể có một cái kính chắn gió nó cao hơn, trông nó sẽ thể thao hơn. Ở trên chiếc xe này thì chúng ta vẫn có cái phần đèn LED. Cả hai bên đều là đèn LED nhá. Nhưng mà cá nhân mình thấy rằng là đèn LED ở bên chiếc R15 V3 thì nó to hơn, trông nó có cái vẻ hầm hố hơn so với cả cái đèn LED ở bên này thì nó hơi bé một chút. Còn ở bên phía đầu của chiếc R15 V3 thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái phần kính chắn gió của chúng ta sẽ rất là cao này. Rồi là ở đây có hốc gió giả này, nhìn nó hầm hố hơn, nó to bản hơn hẳn so với cả bên chiếc CB150R. Mà có lẽ là một cái điểm anh em sẽ thấy luôn và đây cũng là cái điểm mà nổi bật của R15 V3, đó chính là bộ phuộc upside down màu vàng óng ở đây. Ở đây là một trong những cái trang bị mà rất là hay mà ít chiếc xe ở trong cái phân khúc này có. Còn bên này thì nó vẫn chỉ là cái phuộc bình thường thôi. Hai bên này thì đều là phanh đĩa đơn nhá. Về phần mâm thì chúng ta sẽ có cả hai bên đều là 17 inch 110 80. Cái phần mâm của chiếc CBR 150R này thì là đời 2018, vậy nên là cái họa tiết nó vẫn sẽ là như thế này. Mình thì mình thích đời 2019 mới hơn, trông mâm nó khỏe hơn. Còn ở bên chiếc R15 V3 này thì đây, các bạn nhìn thấy đây, mâm 5 chấu kép nhìn đã rất là khỏe khoắn rồi. Rồi, đi sang phần thân xe. Thì cá nhân mình thấy rằng là cái dàn áo ở đây thì nó cũng bé hơn so với cả trên chiếc R15 V3. Tuy nhiên thì cái góc cạnh của nó này, nó là nhiều hơn và trông nó có vẻ gì đấy nó tinh nghịch hơn, trông nó hầm hố hơn. Cái lốc máy của phiên bản Repsol này thì sẽ là lốc máy màu vàng đồng các bạn nhé. Còn các phiên bản khác thì là màu đen. Khung thép của xe nhìn rất là chắc chắn này. Đấy, các bạn có thể thấy rõ cái phần khung ở đây. Bình xăng này thì mặc dù là trông nó bé hơn, nó ít góc cạnh hơn so với cả R15 V3, nhưng mà dung tích của nó lại là 12 lít, to hơn so với cả R15 V3. Mâm sau thì vẫn là 17 inch thôi. Và lốp này là lốp 130-70, nó sẽ bé hơn một chút xíu so với cả 140-70-17 ở bên chiếc R15 V3. Gắp này nhìn nó cũng không quá là khác biệt so với cả R15 V3. Cái phần chắn bùn này thì cũng đã được độ lại rồi nhá. Còn bây giờ thì mời các bạn tham chiếu sang bên chiếc R15 V3. Các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta có một cái phần dàn áo nó ốp to hơn rất là nhiều. Cái kiểu này thì nó làm giống với cả những cái chiếc xe phân khối lớn hơn của Yamaha như là R3 hay là R1.
rồi là phần ốp bình xăng này rất là to, mặc dù là bình xăng thì không to lắm đâu, trên bình xăng thì rất là hầm hố luôn, có những cái khe gió ở đây. Và kể cả phần ốp này này, cứ các bạn gõ vào nhá, gõ vào thì sẽ nghe thấy là tiếng rất là nhựa đó. Ốp nó to thôi chứ thật ra thì cái bình xăng của nó không gọi là to lắm. Sang phần đuôi xe này thì chiếc R15 V3 cũng được làm to hơn với hai cái hốc gió ở đây này. Đấy, tạo cho xe một cảm giác rất là hầm hố. Yên sau thì được vuốt dài về phía sau với một cái đèn LED nó cũng to hơn so với cả bên chiếc CBR150R. Bây giờ thì mời các bạn lên xem cái cùng công tắc của chiếc R15 V3 này nhá. Thì đây, các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn sẽ có những hình ảnh quen thuộc đã xuất hiện rất là nhiều trên mê xe. Cái mặt đồng hồ LCD này, ở trên đây thì có cả đèn báo để sang số này, rồi là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin hiển thị đầy đủ và sắc nét. Cái điểm khác biệt khi mà đặt cạnh chiếc CBR150R thì đó là cái cùng ghi đông nó to hơn rất là nhiều. Đó, nó cho mình một cảm giác ngồi nó thể thao hơn. Và cái phần gương này mình cũng thích ở bên chiếc R15 V3 hơn này. Bây giờ thì mình sẽ bật cái mặt đồng hồ này lên cho các bạn xem nhá. Các bạn thấy cái mặt đồng hồ này nó giống với cả chiếc xe nào không? Ở đây chính xác là cái mặt đồng hồ mà đã xuất hiện ở trên mê xe rồi, trên chiếc xe Winner X của năm nay. Tuy nhiên thì đây là cái mặt đồng hồ âm bản chứ không phải là cái đồng hồ màu các bạn nhá. Nhưng mà nhìn nó vẫn rất là sắc nét luôn. Ở đây thì anh chủ xe đã độ thêm cái đồng hồ báo bình ở đây này. Đó, về cơ bản là như vậy thôi. Xét về cái mặt động cơ thì mặc dù là đều ở trong phân khúc 150cc, tuy nhiên thì mỗi cái động cơ ở trên hai chiếc xe này nó đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Đối với cả CBR150R thì chúng ta có cái điểm mạnh đó là khối động cơ DOHC, hộp số 6 cấp. Nói chung là cái khối động cơ trục cam kép thì anh em đều biết rằng là cái lợi thế của nó thì nó sẽ tốt hơn so với cả cái khối động cơ SOHC cam đơn thông thường. Tuy nhiên thì về cái mặt phân khối thì chiếc xe này thì chỉ có cái phân khối đó là 149 mấy cc mà thôi. Cho cái công suất tối đa thì cũng chỉ là 18,23 mã lực thì phải. Còn đối với cả R15 V3 thì mặc dù là chỉ sở hữu khối động cơ SOHC, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có cái lợi thế đó là cái phân khối của nó lớn hơn với 155cc. Đi kèm với đó các bạn sẽ có những công nghệ khá là hay ho như là van biến thiên VVA và cả bộ ly hợp chống trượt bánh khi dồn xuống góc Slipper Class. Hai công nghệ này thì hai công nghệ mình thấy rằng là rất là đáng giá và hiếm có ở trong cái phân khúc này. Đi kèm với đó thì cái công suất tối đa nó cho ra cũng lớn hơn so với cả chiếc CBR150R phiên bản đời 2018 này, đó là 19 mã lực. Đó, vậy thì tùy vào nhu cầu mình nghĩ rằng là anh em sẽ chọn được cái chiếc xe mà nó phù hợp với mình nhất. Trong khuôn khổ một bài so sánh nhanh thì có lẽ là mình sẽ xin phép được kết thúc cái video so sánh hai chiếc xe này tại đây. Tổng kết lại thì đối với cả R15 V3 chúng ta sẽ có một chiếc xe mà nó to bản hơn, trông nó giống với cả những cái mẫu phân khối lớn như là R1, R3, R6 hơn và nó cũng cao hơn chiếc CBR150R nữa. Cộng thêm đó thì các bạn sẽ có một cái khối động cơ mặc dù chỉ là SOHC mà thôi, nhưng mà cái dung tích nó lớn hơn, rồi là cái mã lực của nó cũng nhiều hơn nữa. Còn đối với cả CBR150R thì các bạn sẽ có một cái mẫu xe nhỏ hơn, nó vừa miếng hơn đối với cả những bạn mà có cái chiều cao gọi là từ khoảng dưới 1m7, 1m65 gì đấy. Thêm vào nữa thì cái chiếc xe này cũng có cái điểm mạnh đó là khối động cơ DOHC. Trên phiên bản 2019 thì các bạn còn có thêm cái tùy chọn phanh ABS cơ. Vậy thì hai mẫu xe này, R15 V3 thì được phân phối chính hãng, còn CBR150R thì được nhập khẩu. Thì cái sự lựa chọn của bạn sẽ là chiếc xe nào? Thì hãy để lại ý kiến của mình ngay phần bên dưới comment. Đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như ấn nút chuông để theo dõi những cái video đánh giá xe tiếp theo đến từ mê xe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều các bạn đã đón xem. Chào.